bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trải nghiệm rất là tuyệt vời quý vị nhé. Giáo sư Beauty ngày hôm nay sẽ mang đến quý vị liệu pháp Cookie ngay trên sân khấu này cùng với cha đẻ người sáng lập ra. Bây giờ thì Thi Vũ xin mời chị nào, vị khách nào muốn trải nghiệm này thì xin mời giơ tay và xin mời Mr. E sẽ cùng giúp Thi Vũ lựa chọn ra những vị khách mời. Dạ vâng ạ. Sau đây thì tôi xin mời một vị khách có những cái chứng ví dụ như đau vai hoặc đau gáy thì mời những vị khách đó sẽ lên sân khấu trước để trải nghiệm liệu pháp Cookie của chúng tôi ạ. Dạ vâng, hãy nói là rất nhiều vị khách chúng ta hãy cùng lần lượt nha. Dạ vâng, thêm dạ xin mời chị ạ. Chúng ta sẽ làm lần lượt nhé. Dạ rồi, xin được cảm ơn. Bây giờ chỉ cần một vài động tác nhỏ của tôi thôi thì một lát nữa thôi chị sẽ không còn cảm thấy đau nhức vai nữa, chị có tin không ạ? Cái chứng đau vai của chị là bị từ bao giờ rồi, đã lâu chưa ạ? Chị hạt gì nhé, được gì vậy? 2년 혹시 병원에서 치료는 받지 않으셨어요? 혹시 나 지금 같은 대표님의 치료하나 나도 치료를 하죠? 이 창을 돌려보시기 바랍니다. 맞아, 지금 혹시 과일 두 하나 이거 아마 이거 이거 하나 빼 놓으라. 오, 오, 알겠습니다. 봐라, 병원 치. 지금 이제 혹시 bác sẽ làm cho tuần hoàn nhà máu của chị lưu thông tốt hơn để giảm những triệu chứng đau vai gáy của chị. Cái chuyện này là điều gì đau? Nếu cho trường hợp mà cánh tay của chị tuần hoàn máu không lưu thông không tốt ấy, thì khi mà bác bấm vào các đầu ngón tay chị sẽ cảm thấy rất là đau. Bây giờ thì bác sẽ trực tiếp làm thử xem mình có đau không không ạ? Chị có đau không ạ? Chị có đau không ạ? Đau rồi. Chị nói là rất là đau. Trên này thì bác là chủ tịch Ghi đang bấm rất là mạnh các đầu ngón tay thì chị cảm thấy rất là đau do tuần hoàn mạch máu của cánh tay đang kém khi không kém, vì vậy sẽ có hiện tượng đau như vậy. Thì nếu trên cánh tay tuần hoàn máu được trở nên lưu thông tốt hơn thì mình cũng không còn cảm thấy đau nữa và cánh tay của mình cũng trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn rất là nhiều. Bây giờ thì ngài chủ tịch sẽ trực tiếp cho chị trải nghiệm từ một vài động tác của cái liệu pháp Cookie này. Thì nếu mà chị đau thì chị sẽ nói lên để chủ tịch điều chỉnh lại cái nhịp cũng như là cái độ mạnh trong khi làm. Thank you.
색이물로 다 녹아. 색이물로 잡힌 게 아니고 앞으로 있는 걸 탁탁 끌고 갑니다. 아, 비단 나 không phải là do chủ tịch tác động lực quá mạnh khiến cho chị đau, không phải do bản thân chân của chị tuần hoàn mạch máu kém, thế nên là chỉ cần tác động lực nhỏ thôi cũng cảm thấy rất là đau rồi ạ. Thì hiện tại chủ tịch đang có những động tác tác động vào xương để giúp lưu thông tuần hoàn máu cho chân của chị, để chị giảm được các cái hiện tượng đau như lúc đầu. Và khi mà tôi làm thực hiện các động tác này thì tôi rất là tốn sức ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm chứng ạ. Khi mà làm cho chị một vài động tác của liệu pháp Bolki thì khi ở qua đầu ngón tay chị không còn cảm thấy đau, mặc dù chủ tịch bấm rất là mạnh ạ. Bây giờ chị sẽ so sánh với bên tay không được làm. Bên tay chưa được làm thì chị cảm thấy rất là đau. Còn đối với bên tay đã được làm thì dù có bấm mạnh đến mức nào thì cũng không còn cảm thấy đau nữa. Vì sao? Vì cánh tay bên được làm thì tuần hoàn máu đã lưu thông tốt hơn rồi, nên là khi mà dù có bấm mạnh thì cũng không thấy đau nữa. Và khi mà chị thử quay thử hai cánh tay hai bên thì rõ ràng chị cảm thấy khác biệt đúng không ạ? Chị cắn chặt hai tay cảm thấy thế nào? Bây giờ chị đi đứng dậy đi ạ, chị cảm thấy thế nào? Có thấy khác biệt giữa hai bên không ạ? Để 한쪽은 할수록 더 가벼워지는 것 같아요. 아, 네. 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 거짓말 아니시죠? 이 반쪽은 카메라에서 받으시기 바랍니다. Chị đã từng học môn võ taekwondo ạ.
mời chị đứng lên, chị bước thử và cảm nhận xem có thay đổi gì sau khi làm liệu trình không ạ? 이거는 관리 건강하실 분입니다. 태권도를 하신다고 하시는데요. 아, 지금 제가 보여도 지금 태사에 있어요. Chị tức là võ nên cơ thể của chị cũng khỏe mạnh hơn. Thì sau khi mà được chủ tịch làm thì chị rất đi, chị cảm thấy có thay đổi gì so với thực trạng của cơ thể ban đầu không ạ? Cân bằng xương chậu cũng như là cân bằng lại cái hai bả vai của mình ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Mời quý vị cho chị chào đây ạ. 정말 아프더라. 어, 어, 어깨 진짜 아프고. 어, 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 한 30대 정도 대통령은 뼈를 갖고 있습니다. Và đặc biệt là xương của chị khi mà chủ tịch nắn thử thì chủ tịch thấy xương của chị giống như xương của 30 tuổi ấy, rất là rắn chắc và khỏe mạnh. 네, 감사합니다. Một lần nữa xin cảm ơn chị ạ. 어, 어디가 아프십니까? 아, 지금 여기 나와. 나와, 지. không gân mà mình không biết để điều trị đúng cách á, do đó là nó bị cái xương, hai cái xương này nó bị hở ra, như vậy rất là dễ bị bong gân nó lại xương cụt đó. Chị cảm thấy là không còn đau lúc đầu nữa.
Và cái phần cổ tay, cái phần mà chị nói chị phải cong gân ấy, chị cảm giác là thế nào, có dễ chịu hơn trước đây không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và vâng ạ, chỉ một cần một vài động tác nhỏ của liệu trình liệu pháp trị liệu quân vi thôi thì tất cả các vị khách của chúng ta đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất là nhiều ạ. Thực ra thì đây bên chúng tôi là bên viện trị liệu thẩm mỹ chứ không phải là bệnh viện. 얼굴을 오늘 한 명만 하겠습니다. 얼굴 비대칭인 사람. Bây giờ thì tôi sẽ xin trân trọng gửi cho một cơ hội cuối cùng cho một vị khách may mắn. Vị khách nào có gương mặt không cân đối cho lắm thì tôi sẽ xin mời lên sân khấu để chúng tôi sẽ biểu diễn cho quý vị được trải nghiệm dịch vụ làm cân đối gương mặt ạ. À vâng, mời chị. Và bác hứa để tặng chị một lần được trải nghiệm miễn phí tại cơ sở chăm sóc của Dancing Beauty, cơ sở số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Để cho quý vị có thể thấy sự khác biệt lớn thì bác sẽ thấy chọn một cách có gương mặt lệch rõ để mình có thể thấy được sự thay đổi sau khi mà làm tại vì là rất là tiếc mặt của cô thì cũng hơi lệch một chút thôi, không lệch rõ, thế nên là bây giờ bác sẽ nhường lại cơ hội cho một vị khách có gương mặt lệch nhiều lệch rõ ấy, để khi mà chúng ta trải nghiệm dịch vụ chúng ta có thể thấy rõ được sự thay đổi trên gương mặt của mình ạ. Và xin hỏi tất cả quý vị ở đây có quý vị nào cảm thấy gương mặt của mình lệch nhiều không ạ? Hai bên khác nhau nhiều không ạ? Thank you.
Dạ, xin được cảm ơn chủ tịch Ly rất là nhiều với phần trải nghiệm vừa rồi. Và quý vị ơi, xin mời quý vị cùng nhìn lên màn hình ở trên sân khấu đi ạ. Đây cũng là một ví dụ nữa, đây là một khách hàng mà chúng tôi đã làm tại Hà Nội. Và đây là khuôn mặt thay đổi của khách hàng này chỉ trong có 10 buổi trị liệu thôi quý vị ạ. Quý vị có thể thấy rất là rõ. Khuôn mặt lúc đầu thì lớn hơn cái khuôn mặt là sau trị liệu chỉ có 10 buổi thôi đấy quý vị, rất là nhiều. Thon lại nè, mũi cao hơn, cầm cũng sẽ thon hơn rất là nhiều. Đây chỉ là sự thay đổi của một vị khách sau 10 buổi trị liệu liệu pháp Gokhi tại Yasa Beauty tại Hà Nội mà chúng tôi đã thực hiện. Quý vị nhìn lên và quý vị có thể so sánh rất là rõ được hai cái hình ảnh trước và sau khi trị liệu. Cái này chỉ mới là có 10 buổi trị liệu thôi đấy quý vị ạ. Cái sự thay đổi quý vị đã thấy rất là rõ khuôn mặt thon gọn này, rất là nhiều mũi cầm, quý vị có thể thấy nhìn thấy rất là rõ, mũi cao lên và cầm thì thon lại rất là nhiều. Đó là một cái sự thay đổi phải nói là rất là nhanh phải không ạ? Như trên sân khấu thôi, chỉ có vài phút thôi quý vị cũng có thể thấy được rồi. Còn đây là cái hình ảnh mà chúng tôi đã lưu lại trước và sau rất là rõ để cho quý vị có thể chiêm ngưỡng và cũng như thấy được cái sự thay đổi rất là khác biệt phải không ạ? Rất là tuyệt vời phải không quý vị? Và một lần nữa chúng ta cùng nhìn một tràng pháo tay để cảm ơn chủ tịch Ly chúng ta đã có những phần trải nghiệm.